Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ kỷ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn hạ hỏa ngày bính thân tức can khắc chi nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sơn hạ hỏa kỵ tuổi canh dần nhâm dần ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tí và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp dần nhâm dần nhâm thân nhâm tuất và nhâm thìn tuổi xung trong tháng tuổi mậu tý nhâm tý canh dần và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc Sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao hoang vu xấu mọi việc sao quả tú xấu đối với cưới hỏi sao sát chủ xấu mọi việc sao tội chỉ xấu đối với tế tự tố tụng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ nhờ vậy với bạn tuổi Tý công việc được thuận lợi bạn là người rất thông minh và sáng suốt bạn không ngại ngần khi đối diện với những khó khăn thậm chí càng khó khăn bạn lại càng có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn khiến cho mọi người tin tưởng nữa với bạn tuổi Tý, những công việc mà bạn đã thực hiện nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, bạn có thể đặt nhiều hy vọng trong thời gian tới. Điều cần thiết bây giờ là bạn hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này, chứ không nên quá mức kiêu ngạo, dễ để xảy ra lỗi lầm đáng tiếc. Càng may mắn hơn khi trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tí đang có được một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ cho đến lớn ở trong nhà và bạn tin rằng vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau. Về tử vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim đưa ra những quyết định sáng suốt không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ vợ chồng đồng lòng đồng sức giải quyết được những khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nhiều hy vọng trong tương lai. và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 63, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi Sửu. từ vi tuổi sửu thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày của chính con nâng đỡ cho nên với bạn tuổi sửu khẳng định được giá trị của bản thân mình dựa vào chính công sức của mình nếu như trước đây bạn chỉ là một người lặng lẽ thì đến nay mọi người sẽ đánh giá bạn bằng con mắt khác xưa nữa rồi và trong ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì ngày hôm nay lại không phải là một ngày có nhiều biến động với bạn nếu có cơ hội xuất hiện ngay trước mắt thì bạn mệnh nên nắm bắt một cách nhanh chóng không nên trần trừ do dự quá lâu để cho người khác chớp mất cơ hội tuy nhiên bạn cũng có biết mình là kẻ kiêu kiệt với chính bản thân mình nữa hay không May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái và bạn cần phải thoải mái thể hiện bản thân mình để cho mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn nữa. Bạn có thể gặp được người phù hợp với chính mình trong ngày hôm nay nữa nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim thể hiện được vị trí vai trò trong công việc. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên chần chừ do dự, bộ lỡ thời cơ đáng tiếc. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho công việc. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dễ gây ấn tượng tốt với mọi người. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn tuổi dần phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay thậm chí bàn quặn cảm thấy bi quan hoặc là muốn bỏ cuộc vì gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai và để tăng hiệu quả làm việc một khi đã bắt tay vào công việc gì bạn mạnh tuổi dần không nên sao nhã nghĩ tới những chuyện khác khiến cho mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn bởi khó khăn chính là một cơ hội để cho mình thể hiện bản thân nữa và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cái điều này cho thấy nếu như bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán thì bạn không gặp phải quá nhiều khó khăn thậm chí bạn còn nhận được một khoản tiền kha khá xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra và khoản tiền này chính là động lực cho bạn nữa vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy làm việc vất vả mà không được sự giúp đỡ của bất cứ ai tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên sao nhã khi giải quyết công việc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tìm được cơ hội về đầu tư kinh doanh có triển vọng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 94, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. TỪ vi tuổi mão thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có thương quan giáng họa cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có những kẻ khác lợi dụng chiếm mất công lao và khi đối diện với tình trạng này bạn tuổi mão cần phải giữ cho mình đầu óc luôn tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết chính xác không nên để cho cảm xúc quá bi quan chi phối những hành động của mình. Và ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, không nên đầu tư bởi có thể khoản tiền mà bạn dùng để đầu tư chưa chắc đã đem lại được lợi nhuận như ý muốn, thậm chí bạn còn phải bù thêm vào lỗ cho mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão với người nhà lại không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Có như vậy thì mối quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng gần nhau hơn. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ bị người khác lợi dụng hoặc là chiếm mất công lao, Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, hành động lý trí, chớ để cảm xúc chi phối, Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, tránh đầu tư nếu không muốn thất bát, Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, không hòa hợp với những người thân trong gia đình, Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bà tuổi thìn tiến trình tương đối là thuận lợi trong ngày hôm nay chỉ cần bạn chú ý vào nhiệm vụ được giao bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan thậm chí là đáng ngưỡng mộ nữa Tuy nhiên, trong cách đối nhân xử thế với bạn tuổi thìn lại đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hiểu hiểu giúp cho bạn nhận ra sự thiếu sót và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Và xem tử vi ngày tốt xấu, hôm nay là ngày phù hợp để cho bạn tiến hành những công việc quan trọng vì vậy, với bạn tuổi thìn, nếu như làm việc gì quan trọng cần phải thực hiện, bạn có thể thực hiện ngay vào ngày hôm nay, tận dụng thời điểm vàng này bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc tiến trị thuận lợi. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, nên cởi mở hơn khi trao đổi ý kiến với mọi người. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chú ý cách đối nhân sự thế. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, không nên thực hiện những nhiệm vụ trọng đại. Và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 56, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ bạn là người rất thông minh nhanh trí trong ngày hôm nay bạn đang gặp được ngày có nhị hợp phù trợ cho nên bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ của vấn đề đồng thời tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người việc dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa bạn cũng nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết nữa và với bà tuổi tỵ bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ tới những điều mà bạn đã làm cho họ. Do đó, một khi bạn đã quyết định giúp đỡ ai, thì hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư, đừng có so đo tính toán thiệt hơn để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ gia đình của bạn mệnh trong ngày hôm nay không được mấy êm đẹp vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Bạn cần phải nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang còn tồn tại. Đừng có để cho tình cảm đôi bên phai nhạt dần đi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc được tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, công lao không được người khác ghi nhận. Từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim không nên so đo tính toán quá nhiều tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 14 số 8 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy với bà tứ ngọ, cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc là sở thích cá nhân như vậy. Có thể bạn đang vô tình dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình khiến cho người ấy phải chịu nhiều áp lực. Và ngày này, đối với những bạn còn trẻ tuổi có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là họ hàng của mình. Và trước khi đưa ra lời phản bác bạn tuổi ngọ hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người đi trước bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của chính tài phù trợ. Cái điều này có thể giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn trên phương diện tài lộc đó có thể là khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra hoặc là một khoản tiền thừa kế do người đi trước để lại. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nhận được khoản tiền do người đi trước để lại. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nảy sinh mâu thuẫn với người lớn tuổi, tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, nhận được tiền thưởng do đã cống hiến hết mình trong thời gian vừa qua. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 51, số 92, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi mùi thể hiện được vị trí vai trò của mình trong những công việc nhất là khi đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự kính trọng của mọi người bạn bè và đồng nghiệp nữa tuy nhiên đôi khi với bạn tuổi mùi bạn còn bảo thủ trong suy nghĩ cho nên khó bắt kịp được so với xu hướng thay đổi của thời đại bạn hãy thay đổi mà mặt tính cách này còn chưa tốt của mình để trở thành một quân người mới và thăng tín nhanh hơn sẽ đến với bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, bản mệnh và người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nối rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có chí khí, luôn cố gắng phấn đấu, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, khẳng định được giá trị của bản thân, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, không gặp nhiều biến cố trong công việc, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, bạ thủ, khó bắt kịp được so với sự phát triển của thời đại, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, vợ chồng có được sự thấu hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ cái điều này có thể giúp cho bạn tuổi thân khẳng định được vị thế của mình nếu như làm trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu, kỹ thuật hoặc là dịch vụ. Bạn sẽ được nhận sự bạn sẽ được nhận sự tôn trọng và tin tưởng của đồng nghiệp xung quanh bạn tuổi thân, bạn là một người thông minh và linh hoạt, sẽ lợi dụng điểm mạnh của mình vào những công việc để có thể thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, nếu như bạn có ý tưởng sáng tạo, bạn cũng nên chia sẻ cùng với mọi người để cùng nhau phát triển. Ngày này, bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang tiến triển rất tốt đẹp. Nếu như bạn đang quản độc thân, bạn có thể cho những người tiếp cận với mình một cơ hội biết đâu trong số những người đến với bạn, lại có người tiền định của bạn thì sao? Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy khẳng định được vị thế của mình trong công việc, tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa phát huy lợi thế của bản thân để thăng tín nhanh hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ chia sẻ những ý tưởng của mình với mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc chú ý trong việc hợp tác với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim nên cởi mở hơn với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 58, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu trải qua một ngày công việc có được sự thuận lợi nhờ có được sự nâng đỡ của tam hội phù trợ ngày này bạn mệnh tuổi Dậu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó cùng với đó bạn cũng rất tự tin và không hề ngần ngại khi đối diện với những khó khăn, thách thức cũng như là học hỏi được những điều mới. Và may mắn hơn, bạn tuổi dậu trong ngày này còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Bạn có thể tiếp tục uh, tiếp thu được những điều có giá trị từ người ấy giúp ích cho công việc của bạn về sau này. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi dậu có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi cho mình. Hướng tốt bao gồm hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính Đông vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc tiến triển thuận lợi tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không ngần ngại đối diện với những thách thức tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có cơ hội gặp được quý nhân tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc học hỏi kinh nghiệm từ những người khác tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 64, số 98, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này có thể gây khó dễ trong công việc của bạn ngày hôm nay. Và ngày này, nếu như có người gây khó dễ cho bạn là cấp trên thì bạn cần phải có thái độ khiếu liếu, chứa đẩy mọi chuyện rơi vào thế bế tắc, không có lợi cho cả đôi bên, đặc biệt là về phía bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng chớ để bị kích động bởi những lời kích bác của bạn bè, đồng nghiệp nói xấu xung quanh mình. Và khi tiếp nhận thông tin gì, bạn cũng cần phải kiểm chứng cẩn thận trước khi tin theo hoặc là đưa ra quyết định. Ngày này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy với bạn đang rất vượng vận về đào hoa nếu như bạn có đối tượng nào tiếp cận với mình và nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau nếu như bạn biết cởi mở và chủ động hơn bạn sẽ có được một cái kết hạnh phúc viên mãn với mình vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa bị gây khó dễ trong công việc trở nên kích động tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên vội vã đi thiêu bất kỳ điều tin thiêu bất kỳ điều gì tử vi tuổi mậu tốt thuộc mệnh mộc cẩn thận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào tử vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người tử vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy có cơ hội tiếp xúc với nhiều người về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 16, số 72, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi Hợi, thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có ngũ hành tương hại giáng họa cái điều này khiến cho bạn tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay tiểu nhân có thể xuất hiện niếm đá giấu tay khiến cho bạn vướng phải nhiều thị phi xong bạn chớ vội nóng nảy mất bình tĩnh kéo lại rơi vào bẫy của họa và trong công việc với bạn tuổi hợi tâm tính dễ bị kích động khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như bạn còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý của mình mà nên tham luận với những người đáng tin cậy trước cái đã. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa về tinh thần rất vững vàng cho bạn nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử thì hãy trò chuyện với người ấy bạn cũng biết nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích nữa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tiểu nhân mang lại nhiều thị phi tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra những quyết định sai lầm từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu xanh nước biển màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi mão cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại